Ơi cái bắp chuối nè mọi người. Bự cái đầu tôi nữa nè. Bắp Bự hơn chuối này đầu chắc, mà. bắp chuối chắc cỡ 3 kg quá. Nè. Nhanh em ăn rồi. Bự hơn nhóm gái ôm không nó không xảy luôn. Nè. Hai, xin chào mọi người. Giờ ba cha con đi hành trình hái bắp chuối nha. Đây 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 đây. Đây. Rồi. Hai Mình đi con nha mọi người. nhộng nhỏ đi trước này nha. Tới 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 hai bắp chuối tụi con quay ba hái ha. Né né mấy thùng ong kìa. Mấy này Mình sẽ đi có nuôi ong hái ong này nha, né xa xa kìa để nó cắn. Đi đường này nè con. Đi vượt rừng luôn nè. Wow, nó thấy chưa, thấy quài chuối bự hết hồn chưa. Đây hoài nè. Bắp này nha. Rồi đó cái đó đang đang chuẩn bị ra nè. Nè quay đi quay vô bẻ cho. Nè. Bự Cầm quá nha, à. Cầm nha quan nha. Đứng máy để cho rung nha. Vừa giải luôn rồi. Chuối kìa mọi người nha. Bắp chuối nè. Đi bắp chuối bự chờ bái luôn nha mọi người. Có nước nữa kìa. Bự quá nha mọi người. Ôi ôi. Đây con cầm cho. Đâu con ôm thế này, quay cho viên ôm nè, quay viên ôm nè. Nè. Ôi ôi ôm. Bự quá mọi người. Chuối ôm rồi. Nói không? Quay gì kỳ vậy? Nè tới con à. Bự hơn dính mũ, dính mũ thử thôi, dính mũ dính rau đắng à, dơ mẹ la nè, chuối bự chà bá luôn, bự hơn cái đầu tôi nè. Ơi cái bắp chuối nè mọi người, bự hơn cái đầu tôi nữa nè. Bắp chuối này chắc, bắp chuối chắc cỡ 3 kg quá nè, nhanh em ăn rồi. Bự hơn nhóm gái ôm không nó không xảy luôn nè.